Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ review quá trình đập hộp một đơn hàng lan mình mua trên mạng. Mình mua lan trên mạng là mình mua với giá là 100 ngàn cho một phần lan thế này. Và có một cây lan đột biến lá kiện trong đếm này. Từ giờ mình sẽ tiến hành khui hộp ra của bên trong có gì vậy. Cái hộp đóng gói rất là kỹ, rất là nhiều băng keo luôn, nhìn rất là chuyên nghiệp đúng không? Đây là mình lấy từ nhân họ đi rừng và họ bán luôn chứ không phải là vào trung gian nữa. Và cái bó lan ở trên đồng cùng á là mình dặn họ là gói kỹ, gói gọn gàng một chút và kỹ lưỡng. Và bó lan này thì người ta có quấn giấy lại và mình sẽ nói về lan sau. Và bây giờ mình sẽ đổ hết bông lan ra và coi bên trong có những gì. Mình sẽ kể lần lượt tên từng loại cho mọi người. Đây là đầu tiên, đây là lan kim tuyến đá, là một trong những loại lan kim tuyến. Đầu này là không có vân luôn nên giá trị của nó là rất là thấp so với mấy loại kia. Về mặt chơi kiện lé ít vân hơn, ít điện hơn. Về mặt vật liệu thì nó không bằng mấy loại kia theo người dân rừng nói là như vậy. Nên điều này rất là rẻ, có thể rẻ là 1/10 so với những loại khác. Và đây là hoa của nó. Và thứ hai đó là kiều vàng. Ở Lạng Sơn thì chỉ có kiều vàng. Kiều đây thì toàn những bụi nhỏ nhỏ thôi, không có to. Giá 100 ngàn mà. Như đây là dành cho người tập chơi được rồi. Mình hiện tại cũng chưa có trồng kiều vàng nên mình mua một ít về. Và đây là hoa của nó, hoa rất là đẹp. Cái đống này tới khoảng 4 bụi kiều vàng. Vậy tiếp theo đó là đùi gà diệt. Và trong mấy đùi gà diệt này thì cũng có đùi gà tròn. Đùi gà diệt là thân nó dẹp hơn. Đùi gà tròn thân nó tròn hơn. Và ho thì nó cũng tựa nhau. Đùi gà ở Lạng Sơn gọi là miền Bắc và hồi Nam và miền Trung thì mình nói chung là thuần cũng dễ. Và hiện tại vườn mình thì cũng chưa có đùi gà, hơn thì mới mà có đùi gà và kiều.
Đùi gà ho thì không thơm nha, ho nó không có thơm, nhưng mà ho nó to, nó sai về dễ ho. Đây là ho của nó, đây là ho của đùi gà dẹp, đây là ho của đùi gà tròn, đùi gà tròn. Hết đống này sẽ khoảng được 7 buổi. Tiếp theo đó là huyết nhung, lan huyết nhung. Lan huyết nhung thì ở miền Bắc gọi là lan huyết nhung, thân nó nhỏ hơn, lá nó nhỏ mà nó lùn hơn. Còn ở miền Nam gọi là phượng vĩ, thân keo to đó. Cái này này nó chỉ to bằng cái đầu đũa, thân nó chỉ to bằng cái đầu đũa nhỏ. Còn lan phượng vĩ bên trong phía Nam và miền Trung thì nó to, có khi thân nó to bằng con cái à. Lan huyết nhung ở miền Bắc, cụ thể đây ở Lạng Sơn, ho của nó là sổ số, mình mua là sổ số, có thể là màu vàng, có thể là màu đỏ, và hình thái ho nó có thể là khác nhau, có thể là các đốm những cánh nó sẽ khác nhau ít nhiều đó. Cái bụi này mình không chắc, thì có thể đó là bụi lan xích ngọc, lan xích ngọc. Lan xích ngọc nó mọc từ nó mọc từ Bắc vô Nam luôn. Trong đám lan này chỉ có một cây, một củ duy nhất. Đây là gọi là như thế, rau rồng á, rau rồng nó mọc bám trên vách đế. Đây là môi chim mít rèm, ho của nó là gọi là rất là nhỏ. Khi mà chụp hình á thì mình sẽ chụp bằng ống kính á, macro, gọi là phóng to nó lên để chụp. Và đây dành cho những người nào muốn sưu tầm hàng rùa muỗi thôi. Hàng rùa muỗi là hàng là hoa nó nhỏ như như con ruồi và con muỗi gì đó, được gọi là hàng rùa muỗi. Đây là hoa của nó. Và cái đám này chắc khoảng 20 cây, 20 cây môi chim rất mềm, môi chim mít rèm. Mình sẽ nhắc tên lại, nó là môi chim mít rèm. Một đống như thế này biết trồng đâu cho hết luôn. Mua 100.000 mà mười mấy loại, công sức người ta đi rừng, đây gọi là tính tiền công thôi chứ tiền lan thì cũng chưa tính. Thật sự lan bây giờ xuống giá rất là nhiều. Và đây gọi là lan lọng. Lan lọng này là củ rất là nhỏ luôn,
Về ho nó cũng rất là siêu nhỏ. Vậy tao tiếng Anh đó. Đây là Lan Khúc Thần, Khúc Thần Hai Ho. Đây là hình ảnh ho của nó. Ho nó khá bền. Và mình được mấy bữa đây. Được một ít vảy rắn nữa. Vảy rắn thì nó là dòng họ như vảy rồng, ho nó cũng như vảy rồng vậy đó. Nhưng mà thân lá nó nhỏ hơn. Và ho nó cũng nhỏ hơn. Và nó ít hơn, nó không phải là một trùm trùm như là vảy rồng. Nhưng mà ho nó vàng rất là đẹp. Mày thấy thế đó là lọng. Lọng này theo anh mình nói là lọng cờ, mà không biết nó màu gì, mà nhìn cái quả nó có thể nó là màu vàng. Đây quả nó màu vàng, ho nó có thể là màu vàng. Đồ này thì nghe nói là rất là khó thuần. Trong miền Nam về chung rất là khó thuần. Đây là nhân vật chính mà mình chốt đơn hàng đây. Lá lọng môi dày. Lá kẻ sọc. Hết một đống này nè. Chỉ có 100 ngàn. Nó là dạng với đột biến lá. Gọi là dị biến á, lá nó bị dị biến sọc, có sọc. Về loại này rất là hiếm, 100 ngàn cho cái đơn hàng này gọi là quá rẻ luôn. Thì tiền nói chung 100 ngàn cái là tiền công, tiền công thì cũng không đáng nữa. Cái thùng này là đơn hàng này nặng 1,8 kg, tổng len hết là 1,8 kg và tiền ship là 45 ngàn. Lọng này bông cũng to. Lá sọc rất là đẹp. Mọi người mà muốn mua lan rẻ giống mình đó thì có thể để lại bình luận phía dưới, mình sẽ bắt lại cái địa chỉ. Mọi người có thể theo địa chỉ đó mà mua. Sọc kẻ rất là rõ luôn. Đó. Nói chung là mua một cái đơn hàng như này là gọi là rất là xứng đáng luôn. Mình là người đi rừng nên mình biết 100 ngàn như này là gọi là quá rẻ. Hết đống như này. Mọi người mà xem hết clip này, thích có thể like và chia sẻ, đăng ký kênh cho mình, ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.